Này quay cho các bạn coi cái miếng sầu riêng mà món thon Thái này các bạn. Thái cũng sáu mấy ngày rồi nhưng mà Út cũng còn đang tỉa ha. Tỉa bỏ các bạn, cái này cũng tỉa nha, cũng cắt ngang nha, chứ không phải là nó rụng như các bạn. Đây. Đó. Đó. Để nói quay nói để nó các bạn hiểu lầm nó rụng nha, nè các bạn. Cũng cắt sát luôn nha. Đó. Tỉa nè, tỉa mạnh tay luôn các bạn. Đó. Tầm mấy sáu mấy ngày thì mình muốn cho cái mẫu trái nó đẹp thì mình tỉa mạnh tay luôn ha, cái lá nào mà nó đều nó nhỏ ha, nó cong cong quẹo quẹo gì là lãi bỏ hết các bạn ơi. Đó. Thì nếu mà số lượng trái trên cây các bạn nhiều ha, cứ tỉa mạnh tay đại đi thì một cái mẫu trái mình mới đẹp các bạn. Đó, để quay sơ nhậm cho bạn coi. Cây này là cái cây nhỏ này ha, là cái số lượng trái thì mình lãi bỏ là tầm 20-30 trái là bình thường ha. Còn những cái cây lớn khác thì mình lãi 50-60 ha. Thì mình lấy nửa bỏ nửa các bạn, đó tầm sáu mấy ngày đó. Mình muốn cho cái mẫu trái nó đẹp ok thì các bạn phải mạnh tay các bạn lãi bỏ ha. Đây chắc nhiều người chắc cũng chưa chia sẻ với các bạn biết là muốn cái trái sầu riêng mà nó vô đạt hàng loại một là nhất ha. À, tầm giai đoạn 60-60 mấy ngày thì các bạn cứ tỉa mạnh tay đó. Thì cái mẫu trái của các bạn đẹp thôi các bạn. Đó, thấy không? Mà cái cuốn này giật nha, nó giật bỏ hết mấy trái đều nè, nó không có để như bạn, nó thấy không? Rồi thấy cái cuốn bạn biết à. Này kéo bấm hết nha. Đó. Rất là nhiều các bạn. Nó cây này cây nhỏ là cây 4 năm thôi. Đó. Thì tùy theo cái số lượng trái ha các bạn. Đó. Giờ quay thân cây cho các bạn xem ha. Đó. Trên cái cây nhỏ này bữa hổm rồi. Đó, quay còn cái mẫu trái đó còn bao nhiêu các bạn. Đó. Các bạn phải tỉa nhìn nó coi được ha. Đó. Còn các bạn nhỏ lớn gì các bạn để hết. À, sau này cái mẫu trái nó khó coi lắm nha bạn. À, nó xấu ha. Tại vì cái dòng mẫu thon này thì nó không có tròn quay như ghi sáo ha. Nó sẽ cong cong ha. U nặng chút. Nhưng mà gần tới bán nó sẽ sửa, nó sẽ dỗ lại ha các bạn. Đó, trái nó sẽ tròn đều hợp hơn ghi sáo ha. Đó. Đó, quay cho anh em coi. Đó. Cái này thì không có để nhiều các bạn. Cái này để từ tầm 40 trái đổ lại ha. Đó. Để vừa sức của nó thôi chứ cũng không có để bự đó. Còn ô xin lỗi không có để nhiều ha. 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 Còn cái gâu đít cuốn nè. Đó. Bạn kỹ thì bạn lại cuốn ha. Đó. Gâu đít. Còn không ai thì thôi cũng không sao. Mẫu thon này nó cũng không có vấn đề gì các bạn. Đó. Đó. Bạn ha. Đó. Cây tơ này cây nhỏ thì lúc trước cũng quay đó. Cây tầm 4 năm làm trái luôn ha. Đó. Đó. Quay cho anh em xem ha. Mẫu trái vậy thì lớn nó sẽ dỗ lại nha các bạn. Đó. Còn những trái mà nó nhỏ quá, nó xấu quá thì mình bỏ luôn ha. Bỏ ngay từ cái giai đoạn này luôn. Đó. Đó. Mấy trái tròn như vậy thì sau này nó sẽ lớn ha. Nó phình ngay nữa ha. Đó. Nó phình nó sẽ điều học. Đó. Nó sẽ trái nó sẽ mập lên. Đó. Chứ không phải nó vậy ha các bạn. Còn ghi sáo thì nó khác ha. Ghi sáo thì trái nó nhỏ sau thì nó lớn như vậy hoặc nó xấu hơn nữa ha. Đó. Còn món thon này thì lớn lên nó sẽ dỗ lại. Ha, tuyệt vời. À, chứ không vấn đề gì các bạn. Nó quay cho anh em coi thì anh muốn anh em nào muốn tuyển hàng loại 1 thì cứ tỉa ha. Đó, tỉa mạnh tay trong cái giai đoạn này thì trái sầu riêng cái Thái này nó không có rụng bao nhiêu đâu các bạn. Nó đi rụng lâu rụng chừng 1-2 trái chứ. Nếu mà nó quá cái sức nuôi nó nuôi không nổi thì nó xả bớt thôi. Cũng từ từ thôi chứ nó không có rụng nhiều đâu các bạn sợ. Đó, cứ mạnh tay mình tỉa bỏ những trái đều ha, cái đều đó thì sau này nó cũng không có ký ha. Đó. Nó cũng không có đạt, nó mình bỏ hết các bạn. Rồi ok. Rồi chào các bạn nha.